một người quản lý mà không kỷ luật tự giác mà để cho người khác phải eh, gò anh vào kỷ luật thì không thể nào quản lý và lãnh đạo tốt được. Thì bây giờ chúng ta phải quan tâm đến uh, Tuấn cũng đặt câu hỏi đấy và đau đáu trong suốt hơn chục năm. Thì cái việc đầu tiên là Tuấn nhìn thấy cái thói quen của của sinh viên Việt Nam là khi Tuấn vào những cái dãy nhà trọ thì Tuấn nhìn thấy là thực ra các bạn ấy chỉ đi học có nửa ngày thôi. Thế mà nửa ngày còn lại thế bây giờ làm gì đây? mà chưa kể trong cái dãy nhà trọ ấy đủ các thành phần xã hội và đủ các cái môn để chơi để để tiêu chí giết thời gian đến mình mà ném vào môi trường đấy mình cũng không 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 thoát khó, được chỉ khó thoát, thoát <laughs> chứ đừng nói là các bạn và nó hình thành một thói quen xấu nhưng nó nguy hiểm một cái Nó nói xin lỗi giáo sư chứ bây giờ phần lớn học xong là kiểu dựng có bằng kiều diệm ra trường có bằng nhất là thời điểm bây giờ thế thì thói quen xấu nữa là khi mà có bằng xong và đi làm là họ nghĩ rằng tôi đã có đủ rồi và tuyệt đối không xác định đi học thêm và họ sống bằng một cái cái diều cùn như vậy để vào rừng đốn củi trong suốt những phần đời còn lại mà không dành thời gian Mài diều và có nôi họ đi mài gì họ cũng không đi Thậm chí cho không họ chưa chắc họ đã đi Vậy thì bây giờ mình đặt câu hỏi phải làm thế nào đây Thế thì bây giờ là tôi mới nghĩ cách là làm thế nào Để nén trong vòng 3, 4 năm các bạn học đại học Mà làm được hai trong một Cả kỷ luật bản thân, cả tâm yêu thương, cả trí tuệ Về mặt quy luật cuộc sống Và nốt cả cái phần mà 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 mà, mà trí tuệ nghề nghiệp thế thì nếu mà nén được bốn cái đấy mà trong cùng một thời gian thì chúng ta sau khi các bạn ra trường là không phải dạy nữa